Ông tự hỏi là có giải pháp nào để mà người tiêu dùng có thể tiếp cận được với sản phẩm với giá gốc, tức là giá xuất xưởng, giá nhà máy. Đấy, mà lại gì ạ? Mà lại vẫn là được sử dụng cái sản phẩm là gì ạ? Cao cấp, chất lượng. Được chưa ạ? Thêm vào nữa đó là họ lại còn có cơ hội để kinh doanh kiếm tiền. Thì thực sự là gì ạ? Giải quyết ba cái bài toán này cùng một lúc là rất khó. Tức là gì ạ? Sản phẩm cao cấp, giá tại xưởng mà lại gì ạ? Mà họ lại vẫn có tiền, tức là vẫn có kiếm được tiền. Nhưng đồng thời phải giải quyết bài toán thứ tư, đó là công ty cũng có lãi, công ty cũng phải kiếm được tiền. Đúng không anh chị em? Đấy, như vậy là bốn bài toán này thực sự đó là gì ạ? Đó là bài toán khó ở trên thị trường. Nhưng mà gì ạ? Ông này ông đã tìm ra cách để ông giải quyết cái bốn bài toán đó. Thì anh chị em có muốn nghe về cái giải pháp mà ông này ông đã tìm ra để mà giải quyết cái bài toán là vừa giúp cho mọi người có được cái sản phẩm tốt với giá rẻ, giá xuất xưởng, được chưa? Vừa giúp cho mọi người kiếm được tiền và tất nhiên là công ty của ông cũng kiếm được tiền. Anh chị em có muốn nghe không ạ? Nếu anh chị em muốn nghe thì comment xuống là tôi muốn nha. Thì ở đây thì Huy giới thiệu thêm một vài cái trường hợp những cái gọi là thành viên cốt lõi trong công ty Lycos. Thì có ông Ryan Goodkin, đây là giám đốc phát triển sản phẩm. Bà Lisa Goodkin, đây là giám đốc về đào tạo về sản phẩm. Bà này là một người đào tạo về yoga, một cô giáo đào tạo về yoga, cũng như là một người gọi là có bằng thạc sĩ về 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 yoga. Đấy. Ngoài ra thì ông Nader Khazan là giám đốc marketing, network marketing. Ông này là cái người mà đưa ra cái chính sách rất là thông minh của Lygood. Đó. Rồi, với cái sản phẩm hiện nay của Lygood thì có hơn 15 sản phẩm thiết yếu dành cho sức khỏe, đúng không ạ? Và những cái sản phẩm này đều là những sản phẩm cao cấp được chứng nhận bởi rất nhiều các cái tiêu chuẩn khác nhau. Thứ nhất, nó là sản xuất hoàn toàn 100% ở Mỹ. Hiện nay công ty thì mới được khoảng hơn 6 tháng. Cái tính tính từ thời điểm bắt đầu ra mắt cái trang web để bắt đầu là vận hành, còn thời gian mà chuẩn bị đâu đó mất khoảng 1 năm trước thì coi như không tính nhé. Thời gian bắt đầu gọi là bán sản phẩm và bắt đầu vận hành thì đến bây giờ mới khoảng độ 6 tháng. Cho nên là gì ạ? Là chắc chắn là sẽ không có hàng nhái, hàng giả này. Chắc chắn là không có cái hàng mà sản xuất ở nước thứ ba này. Chỉ có duy nhất hàng ở Mỹ thôi. Đó. Và anh chị em chúng ta biết rồi, hàng sản xuất ở Mỹ thì bao giờ cũng thế, nó có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Đặc biệt là những cái sản phẩm mà xác định đi lâu dài, tức là bán lâu dài. Thì tất cả các sản phẩm họ đều phải có những cái, thứ nhất là cái kiểm định, những cái giấy tờ kiểm định cơ bản nhất. Nhưng mà thực ra giấy tờ kiểm định thì anh chị em chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta đem cái mẫu đi kiểm định ấy, thì cái mẫu đi kiểm định nó là một cái mẫu ở cái thời điểm đó thôi, nhưng sau đó công ty nó sản xuất thì cái mẫu đó có thể là test gọi là ngẫu nhiên một vài vài cái, nhưng mà thực tế là chúng ta quan tâm đến cái việc là diện là cái uy tín của công ty hơn là những cái giấy tờ, ok không ạ? Rồi, công ty thì được cấp phép cũng như là được chứng nhận bởi cái giấy phép GMP. Đấy, là giấy phép Good Manufacturing Product của Mỹ. Đó. Rồi. Với các cái sản phẩm trong cái lĩnh vực là dạ, sức khỏe cho đàn ông, sức khỏe cho phụ nữ, cung cấp dinh dưỡng, chăm sóc da, làm sạch cơ thể, chống lão hóa, tăng cường năng lượng, giảm cân, và cung cấp collagen. Đó. Ngoài ra thì ở đây thì cái phần mà order cái sản phẩm thì chúng ta order sản phẩm rất là dễ. Chúng ta bắt đầu để mà mua sản phẩm thì chúng ta đăng ký để trở thành member. Đó. Hoặc là cái người vừa là member vừa là cái người affiliate. Sau đó thì chúng ta sẽ mua sản phẩm với giá rẻ. Đấy. Và gì ạ? Và công ty có chính sách ship hàng toàn cầu. Tức là gì ạ? Chúng ta không cần phải thuê đơn vị ship hàng ở bên ngoài nữa. Công ty là gì ạ? Liên kết với các cái đơn vị ship hàng để có thể ship hàng toàn cầu giống như Amazon ấy. Amazon hoàn toàn có thể là chúng ta ngồi Việt Nam có thể mua hàng ở Mỹ và
Amazon sẽ có các cái gì ạ? Và bộ phận để mà giao vận đến tận nhà Việt Nam cho chúng ta. Thì bên này cũng tương tự như Amazon, đó là gì ạ? Ship hàng toàn cầu. Thì cái việc mà ship hàng bây giờ ấy, anh chị em chúng ta biết là gì ạ? Là nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Là cái việc mà ship hàng nó là một cái điều gì rất là khó khăn khi mà chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì cái việc mà giao thương giữa Mỹ và Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới nó khá là thuận tiện, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà ship hàng nó không thành vấn đề. Tuy nhiên thì cái việc mà phí vận chuyển nó, nếu mà chúng ta ship trực tiếp như vậy với các cái công ty vận chuyển quốc tế như là DHL hay là những cái công ty lớn thì có thể nó cao, thì chúng ta có thể sử dụng các cái cách chuyển khác, ví dụ như là thông qua các cái công ty chuyên ship hàng, thì họ ship một số lượng hàng lớn thì chúng ta đi kèm vào đó thì nó sẽ rẻ hơn, ok không ạ? Rồi, với cái sứ mệnh cũng như là cái mong muốn của công ty, đó là cho người tiêu dùng có được cái giá gọi là tốt nhất. Cho nên cái USP hay là điểm bán hàng độc đáo của Lightwood đó là gì ạ? Là giá, anh chị em nhé, về giá. Thế thì bình thường chúng ta phải mua một cái sản phẩm với giá là 100%, nhưng với những người member của Lightwood thì chúng ta chỉ cần mua với giá rẻ hơn 75% so với các cái sản phẩm gọi là tương đương khác ở trên thị trường. Đó. Ở đây mình nói ví dụ, đây là cái sản phẩm là cái dầu CBD, là cái dầu mà giúp gọi là giảm căng thẳng, cái tinh dầu ạ, cái tinh dầu CBD là cái tinh dầu giúp giảm căng thẳng này, giúp xả stress, đỡ mệt mỏi này. Đấy. Thì với cái tinh dầu này, các cái công ty gọi là tương đương với sản phẩm tương đương giá nó đang khoảng 90 đô hoặc 80 đô. Đấy. Thì với cái sản phẩm của Lightwood, cái tinh dầu là 750 ml, cái độ cô đặc thì tương đương thậm chí là cao hơn so với cả các cái dòng đối thủ. Các dòng đối thủ là 500 mg, hai bên này là 500 mg, còn của Lightwood là 750 g, nhưng mà với giá chỉ có gì ạ? 18 đô. Anh chị em thấy không ạ? Tức là gì ạ? Là giảm đến 79% hoặc là 77% so với đối thủ. Rồi tương tự như vậy, một cái sản phẩm nữa là gọi là Super Green. Super Green thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường vào chất xơ này, rồi các cái thành phần liên quan đến diệp lục này, liên quan đến là gì ạ? Liên quan đến những cái tinh chất của gì ạ? Của các loại cây rau củ quả mà có màu xanh. Anh chị em chúng ta biết là trong các cái hoa quả hoặc rau củ quả ấy, thì những cái màu xanh đó là những cái diệp lục, đúng không ạ? Và người ta chiết xuất ra những cái diệp lục đó, đấy, cộng với cả một cái công thức riêng để họ tạo ra một cái sản phẩm giúp là gì ạ? Giúp vừa thải độc cơ thể này, vừa đẹp da, giữ dáng này, giảm cân này, đó, và tăng cường chất xơ này, đó. Thì với một cái sản phẩm tương đương thì giá nó khoảng độ 70 đô hoặc thậm chí là gì ạ? Lên 100 đô. Thì với giá member của Lightwood chỉ có 18 đô, như vậy là chúng ta có thể giảm đến 81% hoặc 74% so với đối thủ. Rồi, tiếp theo nữa, đây là một cái sản phẩm là serum đấy, giúp gì ạ? Giúp làm trẻ hóa da và xóa bọng mắt. Đó. Thì với cái serum thông thường của các cái công ty khác thì giá nó rơi vào khoảng độ 86 đô, 59 đô, hoặc là trước đây thì Huy làm cái sản phẩm của một công ty khác của Mỹ, thì một cái sản phẩm skin care giống như này thì giá nó tương đương đâu đó khoảng độ tầm hơn 100 đô, tức là serum ấy, sản phẩm serum thì nó hơn 100 đô, nhưng với serum của gì ạ? Của Lightwood thì nó chỉ có đâu đó khoảng 15 đô thôi. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Đây là giá, là giá tại xưởng anh chị em, giá tại xưởng, giá tại nhà máy, giá tại nơi sản xuất luôn. Đấy là công ty cho anh chị em chúng ta cái giá mà tốt nhất. Rồi. Đây là các cái loại vitamin. Đấy, thì vitamin thì anh chị em biết rồi, đây là những cái thành phần vitamin thiết yếu đó, dành cho cơ thể và chúng ta hàng ngày chúng ta ăn uống ấy, chúng ta có thể ăn thừa tinh bột, thừa chất đạm, thừa thịt, thừa cá, thừa lipid, nhưng chúng ta lại thường thiếu các loại vitamin và khoáng chất. Ví dụ vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B6, B9, B12 đúng không ạ? Omega, sắt, canxi, kẽm. Đó, thì những cái đó là chúng ta lại bị thiếu. Còn còn đồ ăn thì chúng ta lại thừa. Đấy chưa ạ? Đấy, cho nên để mà giữ một cái sức khỏe một cách đều đặn
thì chúng ta phải sử dụng vitamin bổ sung một cách đều đặn lâu dài. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm của các công ty khác ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là cái giá nó rất là cao. Bởi vì sao ạ? Từ cái giá đó người ta còn phải chia hoa hồng cho rất nhiều các cái tầng cũng là các cái cấp bậc. Ví dụ như là họ làm theo cái cách truyền thống thì họ phải gì ạ? Họ phải cung cấp từ đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3 đúng không ạ? Và mỗi một đại lý đó thì nó có một cái mức giá chiết khấu khác nhau đúng không ạ? Còn nếu mà họ cung cấp theo cái hình thức là affiliate hoặc là MLM thì nó cũng phải từ cái giá đó và chia cho rất là nhiều tầng đúng không ạ? Cho nên là cái giá nó bị đội lên và người tiêu dùng sẽ là cái người mà gánh chịu hết tất cả các cái gì ạ? Các chi phí, kể cả chi phí về marketing, chi phí về quảng cáo, tất cả các thứ. Nhưng với cái sản phẩm của Lightgood thì chúng ta gì ạ? À, chúng ta không phải trả những chi phí đó nữa. Giá tại xưởng anh chị em nhé, và giá này công ty không có trích cho bất kỳ ai nữa, không có chiết khấu cho bất kỳ một tầng nào nữa, không có chiết khấu cho bất kỳ một người nào khác. Giá này là giá công ty đã lấy ở xưởng ra rồi, cho nên là giá này không có thêm một cái gì nữa, không có trích cho bất kỳ ai anh chị em nhé. Đấy, và đây là cái điều mà mình cảm thấy rất là hay, rất là thú vị. Nhưng mà ô hay nhỉ, lạ nhỉ, thế giá mà lại bán giá mà không ai có lợi cả, công ty chắc là nó có lãi một chút. Với giá rẻ này công ty cũng có lãi nhưng lãi rất là ít thôi, đúng không ạ? Anh chị em tưởng tượng này, với một cái lọ vitamin 60 viên dùng cả tháng, đúng không ạ? Mỗi ngày dùng 2 viên, mỗi ngày dùng 2 viên là chúng ta dùng một tháng. Nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đủ vitamin rồi, mỗi ngày chúng ta chỉ dùng một viên thôi thì chúng ta dùng được 2 tháng. Anh chị em biết giá nó bao nhiêu ạ? Giá là 9,95 đô, tức là khoảng 10 đô gì đó. Loanh quanh nó rơi khoảng độ 240.000. 240.000 Việt Nam chúng ta dùng cả tháng hoặc 2 tháng. Thì nếu mà anh chị em có thể sử dụng được cái sản phẩm mà của Mỹ chất lượng cao chỉ với giá xuất xưởng là giá gì ạ? 240.000. Thì anh chị em chúng ta có thể dùng lâu dài đúng không ạ? Dùng được cả năm không ạ? Có dùng được không ạ? Kể cả là mình không có làm việc, không kinh doanh thì anh chị em có sẵn sàng là gì ạ? Là đăng ký thành viên của công ty này để mà được mua với cái giá ưu đãi là chỉ có 10 đô một hộp vitamin không ạ? Anh chị em có sẵn sàng không ạ? Nếu mà anh chị em sẵn sàng mua thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu mà chúng ta bảo không biết thế nào, đắt đỏ thế này kia. Tất nhiên sản phẩm thì chúng ta có thể thử, ví dụ là chúng ta ra ngoài hiệu thuốc, chúng ta bảo là bán cho tôi hộp vitamin. Thì chúng ta không biết là cái chất lượng cái hộp vitamin như nào. Chúng ta cũng không bảo là mày phải gì ạ? Cái hiệu thuốc mày phải chịu trách nhiệm cho tao về chất lượng, hay là nếu gặp vấn đề gì thì mày phải đền cho tao này kia, không có đúng không ạ? Chúng ta mua về chúng ta sử dụng, nếu chúng ta thấy tốt thì chúng ta mua tiếp, chúng ta không thấy tốt thì sao ạ? Thì chúng ta không mua tiếp nữa, đúng không ạ? Ok không anh chị em? Cho nên là chúng ta không nói về cái việc à không biết sản phẩm nó có tốt hay không, muốn biết sản phẩm tốt hay không chúng ta cứ dùng đi, có 250.000 một hộp thôi, ok không ạ? Rồi thì anh chị em nếu mà anh chị em muốn gọi là đăng ký thành viên để trở thành cái gì ạ, cái người gọi là được mua với giá ưu đãi như vậy, thì anh chị em comment là số 1. Nếu mà muốn đăng ký thành viên, đầu tiên thì chỉ nói đơn giản là mình đăng ký thành viên để được mua cái giá ưu đãi như vậy thôi, thì comment số 1. Comment số 1 nếu anh chị em sẵn sàng bỏ tiền ra để chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Đấy, bởi vì là có hai thứ trên cuộc đời này là chúng ta không có gì ạ, lấy lại được, đấy là một là thời gian, hai là sức khỏe. Đó, mất sức khỏe là rất là khó để mà hồi phục lại. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em quan tâm đến sức khỏe cho bản thân, cho gia đình. Trước đây thì Huy cũng làm về thực phẩm chức năng và Huy cũng thường xuyên tặng cho bố mẹ mình những cái sản phẩm mà mình kinh doanh cũng như là mình sử dụng. Tuy nhiên anh chị em tưởng tượng này, bản thân Huy một tháng Huy dùng thực phẩm chức năng hết khoảng độ 10 triệu. Bản thân một mình Huy dùng hết khoảng 10 triệu, sau đó là tặng cho bố mẹ một tháng đâu đó hết khoảng độ 6 triệu nữa. Thì tức là gì ạ? Riêng cái tiền dùng vào người thôi hết 16 triệu một tháng. Mà gì ạ? Mà đến lúc khi mà kinh tế khó khăn thì làm sao ạ? Thì mình không đủ sức để mình duy trì cái gì ạ? Cái chi phí như vậy nữa. Đấy, và khi mình khó khăn thì mình không có cái để mình tặng cho bố mẹ mình nữa. Đấy, và cái đấy thì mình cũng là cái mà mình cảm thấy rất là băn khoăn. Nhưng mà với cái sản phẩm này, anh chị em tưởng tượng không ạ? 1 triệu dùng tẹt ga, 1 triệu một tháng là dùng tẹt ga, thay vì là 16 triệu một tháng thì chỉ cần 1 triệu một tháng, cả bản thân mình, cả cho người nhà, cả cho bố mẹ luôn, được không ạ? Hoàn toàn Tớ được. em đang dùng 3 triệu đây này này. Rồi đúng rồi, đấy sản phẩm đấy là Triệu ạ. 3 triệu đấy.
3 triệu vitamin lô lệ của Mỹ đang dùng. đấy. Lại thầy nói em nhớ là em phải uống 3 triệu. Chị nụ luôn nhỉ, mình đang dùng cái này 3 triệu luôn đấy. 3 triệu. Ok nhé. Thì đấy là khi mà Huy đã từng làm rồi, Huy đã từng nghiên cứu rồi, thì Huy thấy rằng wow, đây thực sự nó là một cái giải pháp, nó đánh trúng vào tâm lý của gì ạ, của 100, 1.000, 1 tỷ người luôn. Bao nhiêu anh chị em đi 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 mua hàng mà mình muốn được giảm giá, mình được săn sale ạ, nào các chị em có muốn không đấy, có muốn không ạ? Có nhiều chị em còn chuyên săn sale ở trên Shopee rồi các cái, đúng không ạ? Đấy, bao nhiêu anh chị em muốn mua được cái sản phẩm tốt với chất lượng là gì ạ, chất lượng tốt, gọi là xuất xứ ở Mỹ 100% luôn, mà lại với giá còn là rẻ hơn cả giá Việt Nam. Có nhiều cái loại vitamin tổng hợp ở Việt Nam nhé, thì nó giá cũng cao hơn, chúng ta ra hiệu thuốc chúng ta mua đi, đảm bảo là gì ạ, nó còn cao hơn với cái giá của cái công ty này. Ok không anh chị em? Nào bây giờ anh chị em nào cảm thấy rằng là à, với cái sản phẩm với giá như vậy thì mình cũng có thể là mình mua về để mà mình sử dụng đã. Đầu tiên là chúng ta nghĩ cái việc là mua về sử dụng. Xong đầu nếu như mà chúng ta mua về sử dụng thì trong đầu chúng ta có nghĩ đến cái việc mà chúng ta sẽ biếu biếu tặng cho ai đó không ạ? Nếu mà anh chị em trong đầu mình sẽ nghĩ rằng à, nếu như mà sản phẩm nó tốt, nó giá rẻ như vậy thì không những mình dùng mà mình cũng sẽ gì ạ? Sẽ biếu tặng cho người thân, người nhà của mình, thì hãy comment là số 3 chú Huy đúng không ạ? Nếu anh chị em cũng gì ạ? À, giống như Huy, đó là ngoài cái việc mình dùng cho bản thân mình để mình khỏe ra thì những người xung quanh mình cũng cần chăm sóc sức khỏe. Huy nói ví dụ như này, bây giờ bố mẹ mình lớn tuổi rồi, nếu như mà bố mẹ mình gặp vấn đề gì sức khỏe thì ai là người phải bỏ tiền ạ? Lại là mình đúng không ạ? Thế thà vì để làm sao để cho ông bà khỏe thì mình làm sao ạ? Mình tiết kiệm, còn mình lại không để cho ông bà khỏe thì làm sao ạ? Thì mình cuối cùng là gì ạ? Là cái người là thiệt hại nhất. Đúng không anh em? Đấy, con mình cũng thế. Con mình mà nó ốm thì sao ạ? Thì lại cũng là tiền mình. Đúng chưa ạ? Cho nên thà là gì ạ? Thà là chăm sóc nó sớm hơn, nó trước, còn hơn là để nó bệnh thì bắt đầu với gì ạ? Mới mới gọi đi chữa. Đúng không anh em? Rồi. Tiếp tục nha. Nếu mà anh chị em quan tâm thì chúng ta, bao nhiêu anh chị em cảm thấy hào hứng để tiếp tục thì comment là số 4 được không ạ? Nếu anh chị em muốn tiếp tục thì comment số 4. Rồi, cái câu hỏi nữa, thì bây giờ nó bán tại xưởng cái giá đấy rẻ như thế rồi chẳng chích cho ai nữa thì công ty kiếm tiền kiểu gì, mà mình kiếm tiền kiểu gì? Không ạ? Ok nha, thì chúng ta đi tiếp. Rồi. Đấy, tiếp tục các cái sản phẩm khác nữa. Đấy. Organic cà phê rồi cung cấp protein này. Đấy. Đấy, để trở thành thành viên của Like Good thì việc đầu tiên đó là chúng ta đăng ký vào cái link của cái người giới thiệu. Sau đó là chúng ta trả 10 đô để trở thành thành viên. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng là gì ạ? Là để mà mua được cái sản phẩm giá tốt để chúng ta đăng ký thành viên, chúng ta sẵn sàng chi trả là 10 đô một tháng. 10 đô một tháng anh chị em nhé. Tức là chúng ta là cái người mua hàng, là member mua hàng, thì chúng ta bỏ ra 10 đô một tháng, khoảng độ 240.000 gì đó một tháng. Đấy, còn là 250.000 đi. Được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta đăng ký thành viên, khi mà chúng ta tham gia vào các cái công ty thì hầu hết là chúng ta đều đăng ký thành viên, đúng không ạ? Và đăng ký thành viên chúng ta có lợi, chúng ta có lãi, chúng ta có gì ạ? Được mua với giá xưởng, thì chúng ta có sẵn sàng trả cho công ty á, là 250.000 không? Bởi vì công ty nó gần như không có lãi ở sản phẩm ấy chị em ạ. Công ty nó không có lãi ở sản phẩm. Hoặc là nếu có lãi rất ít. Và nếu mà nó có, nó chỉ lãi nhiều khi nào ạ? Số lượng nhiều thôi. Bởi vì anh chị em tưởng tượng này, 10 đô ở Mỹ ấy, thì nó bằng ly trà đá ở Việt Nam thôi. Ly cà phê ở Mỹ nó cũng phải tầm 40-50 đô. Chị Kim Anh ở Đức thì cà phê bao tiền nhỉ? Ra 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 quán cà phê uống thì bao tiền một ly? Chị bật mic, bật mic, bật mic. Tính ra tiền Việt khoảng 150 ngàn. 150.000 là khoảng độ
4 đô, 5 6 ơ đô nhỉ? mấy nữa. Khoảng 5 đô đúng không? 6 7 ơ. 7 euro à? 7 ơ hoặc là thấp hơn ở cái nhỏ nhỏ thì là 4. 4 ơ, 7 chị vẫn uống khoảng 4 ơ 5 ơ. 4 ơ, Thấp 5 chứ. ơ. 5 ơ thì nó tương đương với cả 5 đô đúng không? Ơ với Hơn đô giờ. chứ. Chênh chênh một tí. Ơ với đô chênh nhau tí, nói chung là khoảng độ 4 5 đô hoặc là 5 đến 7 đô gì đấy đúng không? Như Đúng vậy rồi. uống uống ly cà phê là mình mất 5 đô rồi. Đúng nhỉ? Đấy là rẻ đấy. Chứ còn ra những cái chỗ cao cấp như là Highland các thứ thì nó lại lên 10 20 đô một ly cà phê. Đấy, thậm chí nó còn nhiều hơn đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, thế thì với ở Mỹ ấy, với cái giá mà sản phẩm mà 10 đô như vậy thì theo anh chị em nó có lan tỏa có nhanh không ạ? Có phát triển có nhanh không ạ? Và người ta có gì ạ? Có sẵn sàng bỏ ra gọi là một cái phí nhỏ để đóng cho công ty để được quyền mua ưu đãi không ạ? Theo anh chị em là họ có sẵn sàng bỏ ra 10 đô để được thành thành viên đấy, để mà mua ưu đãi có không ạ? À, 10 đô này thì là sẽ là dạng là 10 đô sẽ là hàng tháng phí duy trì thành viên hàng tháng anh chị em nhé. Đấy, như vậy là một năm có thể là sẽ là 120 đô, ok không ạ? Và công ty đấy, nó kiếm tiền được từ cái đó. À, Huy lấy ví dụ bây giờ nhé, bây giờ là Huy mở ra cái dịch vụ đó là gì ạ? Là cho anh chị em mua giá tại xưởng của những cái sản phẩm chất lượng thì thay vì là chúng ta bỏ ra 70 80 đô để mua một cái sản phẩm thì bây giờ chúng ta chỉ bỏ ra bằng một phần tư đến một phần ba thôi, được chưa? Đó, bởi vì bản chất khi mà một cái sản phẩm ấy nó ra đời ấy, nó ra gọi là bán lẻ ấy, thì cái giá giá gọi là giá cốt của cái sản phẩm đó bao giờ cũng vậy, nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 25 đến 30% thôi. Nếu mà anh chị em làm kinh doanh thì anh chị em hiểu thế này. Cứ đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với Huy rằng là gì ạ? Cái giá sản phẩm mà bán trên thị trường ấy thì cái giá cốt của sản phẩm nó chỉ đâu đó khoảng 20 25 đến 30%. Nếu anh chị em đồng ý cái quan điểm này của Huy thì comment là ok đúng không ạ? Comment là đồng ý chuẩn đúng không ạ? Đấy. Rõ ràng đúng không ạ? Chi phí marketing, chi phí quảng cáo, chi phí trả lương nhân viên, chi phí trả lương văn phòng, chi phí về trả chiết khấu cho các đại lý. Bây giờ ví dụ như hôm trước Huy có một bên mỹ phẩm Hàn Quốc, họ họ muốn kết hợp với Huy, họ bảo là gì ạ? Bây giờ anh làm đại lý cho em đi, nếu mà anh nhập hàng 2 tỷ thì em sẽ chiết khấu cho anh 50%. Nhập hàng 2 tỷ chiết khấu 50%. Thế như vậy là gì ạ? Từ 50% đó thì cái giá của họ nó chỉ là khoảng độ là gì ạ? Là 20 đến 30% thôi, họ còn lãi là gì ạ? 25% nữa. Đúng không anh chị em? Ok không ạ? Để họ còn chi phí marketing các thứ chứ. Đúng chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Là cái giá cốt của sản phẩm nó đâu đó chỉ 25 đến 30% thôi. Và cái sản phẩm này chúng ta được mua bằng giá cốt luôn. Thì anh chị em có sẵn sàng trả cho Huy một cái phí nho nhỏ hàng tháng để mà dạ, để mà duy trì cái mã đại lý của mình, để mà mình được mua mã member của mình để mua cái giá như vậy, hoàn toàn hợp lý đúng không ạ? Ok. Nhưng có một cái điều hay này, cái công ty này ấy, đó là gì ạ? Nó không phải là cái người làm cả ăn tất, nó muốn chia cho mọi người. Cho nên nó lại đem cái 10 đô đó nó chia cho, nó đem 10 đô đó nó lấy 8 đô ra, nó chia cho các cái gì ạ? Cho các cái người giới thiệu. Nó chỉ lấy có 2 đô thôi. Nào anh chị em có tưởng tượng không ạ? Nó chỉ lấy có 2 đô để nó gì ạ? Để nó đưa vào cái gọi là lợi nhuận công ty hay là cái gọi là chi phí duy trì công ty thôi. Còn lại 8 đô nó đem nó chia cho những cái người giới thiệu. Ví dụ như Huy ở đây và một số anh chị em nếu mà sau này anh chị em tham gia thì anh chị em cũng sẽ được gì ạ? Được trích một phần nhỏ trong cái gì ạ? Cái 8 đô mà nó trích ra từ cái phí đó. Nào anh chị em thấy mô hình này nó có thông minh không ạ? Có hay không ạ? Nó đem 8 đô nó chia cho mọi người. Thì sao ạ? Thì mọi người sẽ làm việc rất là hăng say đúng không ạ? Anh chị em tưởng tượng này, bây giờ mình hùn vốn làm việc với nhau. Bây giờ tôi đầu tư nhà máy, nhà xưởng, tôi đầu tư về phần mềm công nghệ, tôi đầu tư về sản phẩm, về marketing, về truyền thông. Đúng không ạ? Anh chỉ việc là đi bán thôi. Đấy, anh chỉ việc đi bán và anh được 80%. Anh chị em thấy như vậy, bài toán như vậy thì mình thấy sao ạ? Gọi là
cổ phần như vậy là cái thằng mà bỏ nhiều tiền ra nhất thì chỉ ăn có 20%, còn cái thằng mà gần như là không phải bỏ gì thì ăn 80%. Anh chị em thấy cuộc chơi này có thú vị không ạ? Có hay không ạ? Có lạ không ạ? Có lạ không? Lạ thì comment là lạ chứ. Đấy. Hoặc là thú vị hoặc là hay thì comment là chính xác. Thay vì họ phải gì ạ? Họ phải đầu tư vào marketing, họ phải thuê người để marketing, thuê người để bán hàng. Thì làm sao ạ? Thì họ trả luôn cái đấy cho cái người bán hàng. Tức là cái 10 đô đó thì kiểu gì họ phải trả cho marketing bán hàng ABC đúng không? Thì họ trích luôn là 8 8 đô để họ trả cho những cái người mà gì ạ? Mà bán hàng cho họ. Ok không ạ? Giống như Huy chẳng hạn, Huy làm affiliate. Đấy, anh chị em sau này thế. Thì anh chị em làm affiliate, anh chị em sẽ được nhận một phần trong 8 đô đó. Nó sẽ có một cái cách chia riêng, đúng không ạ? Nó có là chính sách, nó cách chia tí nữa mình sẽ nói. Đúng không ạ? Nhưng ở đây đang nói rằng là gì ạ? Cái công ty này ấy, nó thực sự nó chỉ lấy ăn rất là ít. Anh chị em tưởng tượng là cái giá sản phẩm thì giá xưởng rồi thì không lãi được bao nhiêu rồi. Đúng chưa? Đấy, cái gọi là phí phí đóng hàng hàng tháng hoặc là hàng năm thì nó chỉ lấy về có bao nhiêu ạ? Có 2 đô, rất là bé. 2 đô ở Mỹ thì nó bằng bằng chắc là bằng tầm tầm 1.000 Việt Nam đồng. Tức là cái mức sống ấy, thì 2 đô ở Mỹ chắc là chẳng mua được cái gì, đúng không ạ? Thế thì cái câu hỏi là tại sao nó lại làm như vậy? À, như vậy thì Huy thấy rằng là gì ạ? Cái bài toán là những cái người mà sẵn sàng cho đi nhiều như vậy thì họ chỉ có hai cái lý do thôi. Đó là lý do thứ nhất, đó là họ muốn thực sự muốn giúp đỡ cộng đồng. Cho nên họ gì ạ? Họ lấy về cho họ rất là ít. Đúng không ạ? Đấy. Cái thứ hai đó là họ hướng tới cái số đông. Họ hướng tới số đông. Khi họ đưa cái USP của nó là gì ạ? Là giá, thì tức là họ muốn tiếp cận đến phần lớn những người dân gọi là gì ạ? Tầng thấp nhất. Anh chị em chúng ta biết là cái kim tự tháp về thu nhập đúng không ạ? Càng ở tầng đáy thì thu nhập càng thấp. Đúng không anh chị em? Có đúng không ạ? Và chính những cái người thu nhập thấp đấy mới là cái số lượng đông đảo. Có 7 tỷ dân. Nhưng anh chị em biết chúng ta cái người giàu ấy để mà sẵn sàng trả nhiên tiền cao để mua sản phẩm để chăm sóc sức khỏe thì là gì ạ? Là ít. Cái người giàu thì ít, cái người nghèo thì đông, đúng không ạ? Nhưng ở đây ấy, là gì ạ? Nó hướng tới số đông. Và cái tập đấy là cái tập gì ạ? Là đông đảo nhất và lan tỏa nhanh nhất. Đúng chưa? Và cho hồi qua. Và khi mà hướng về số đông anh chị em biết rồi là chúng ta có cộng đồng. Thằng nào cộng đồng mạnh thằng ấy chiến thắng. Thằng nào mà gì ạ? Mà gom được cái số lượng đông gọi là khách hàng hay là gì ạ? Hay là member hay là những người mua hàng trung thành thằng đấy thắng. Bởi vì sao ạ? Khi mà có cộng đồng rồi ấy, thì nó không chỉ bán những cái sản phẩm này, nó sẽ đưa thêm các sản phẩm khác vào. Anh em hiểu cái bài toán kinh doanh của thằng này không? Cực kỳ thông minh luôn. Đó, việc của nó ấy là gì ạ? Là gom được một số lượng đông đảo những member, những cái người trung thành trả cái phí 10 đô hàng tháng. Sau đó là gì ạ? Nó tiếp tục đưa các cái sản phẩm khác vào. Và khi đưa các sản phẩm khác vào thì làm sao ạ? Thì doanh số của nó tự nhiên là lớn lên. Và khi doanh số lớn lên ấy, thì nó có cơ hội để nó đàm phán với các nhà cung cấp để nó ăn phần trăm từ cái gì ạ? Cái số lượng. Đấy. Đấy là cái điều mà Huy thấy rằng là cái bài toán cực kỳ thông minh. Ok, thì tiếp theo chúng ta đi tiếp nha. Rồi. Nhưng 10 đô phí duy trì hàng tháng này chỉ mới chỉ là cái phí để chúng ta được quyền mua giá rẻ thôi. Thế nếu mà chúng ta muốn kinh doanh thì sao? À, bây giờ chính sách về kinh doanh. Với chính sách kinh doanh của thằng này nó cũng rất độc đáo với một cái USP, nói ra một cái là mình đã thấy tò mò rồi. Đó là gì ạ? Bạn có thể kiếm được tới 2.000 đô mỗi tháng mà không cần phải tuyển dụng, không cần phải bán hàng. Mà con là kiểu gì? Kiếm 2.000 đô một tháng mà không phải tuyển dụng, không phải bán hàng. Và đây là một trong những cái USP mà Huy ra thích, đó là khi mà kinh doanh ấy thì Huy hay hỏi mọi người đó là mày có thể mô tả cái công việc kinh doanh của mày trong vòng một câu được không? Đấy, để cho mọi người có cái sự tò mò muốn tìm hiểu thêm.
Đấy, thì thằng này làm rất tốt cái việc này. Đó là gì ạ? Bạn có thể kiếm được tới 2.000 đô mỗi tháng mà không cần phải tuyển dụng và không cần phải bán hàng. Nào, bao nhiêu anh chị em thấy tò mò thì comment xuống là tò mò đúng không ạ? Nếu anh chị em là comment tò mò thì là gì ạ? Là admin cho nghe tiếp, còn không tò mò thì sao ạ? Thì mời ra ngoài, bởi vì ở đây là Huy hướng dẫn anh chị em cũng rất là chân tình luôn, chứ không có chuyện là gì ạ? Là gọi là nghe vào nghe cho vui thôi. Nghe cho vui thôi, máu kiếm tiền thì làm, không thôi. Ok không ạ? Rất đơn giản. Đấy. Có thể kiếm đến 2.000 đô một tháng mà không cần phải mời bất kỳ ai, cũng không cần phải bán bất kỳ sản phẩm nào. Wow. Thằng này nó thành công. Huy rất là thích cái cách mà thằng này nó gì ạ? Nó đưa ra cái chính sách. Đấy, và nó có thể làm được điều đó không? Chút nữa chúng ta sẽ gọi là tìm hiểu. Ok không ạ? Đấy, nhưng mà nó đã cho được mọi người cái sự tò mò. Ví dụ sau này chúng ta muốn đi chia sẻ chẳng hạn, thì chúng ta cũng thể nói với ạ, bạn có thể kiếm được 2.000 đô một tháng mà không cần phải bán hàng và không cần phải gì ạ? Không cần phải tuyển dụng. Thì có những người bảo là, làm gì có chuyện đấy, có những người như vậy không ạ? Có, không sao. Có những người bảo làm như nào vậy, đúng không ạ? Đấy, thế thì nó phải có cách chứ. Và có những người không thể tin nổi rằng có cái giải pháp hay là có một cái cách nào đó làm gì vậy, bảo lừa đảo. Bảo lừa cái gì, bảo lừa cái gì? Bây giờ muốn kiếm 2.000 đô một tháng thì ít nhất thì nó phải lừa mày khoảng 10.000 đúng không, thì nó mới cho mày 2.000 đúng không? Nó phải lừa mày 10.000 thì nó mới trả bách mày 2.000, nó mới lãi 8.000 đúng không? Nhưng mà bây giờ sao, nó chỉ lừa mày có gì ạ, có 10 đô, 10 đô thôi anh chị ạ. Cứ trả 10 đô, 10 đô, 10 đô một tháng đấy thôi. Nhưng mà gì ạ, mình có thể kiếm được 2.000 đô một tháng. Đấy là maximum nhé, về lý thuyết nhé. Đấy, còn bây giờ cụ thể này. Đấy. Rồi. À, đấy là cái mô hình affiliate của Lightwood. Đấy. Thì để mà trở thành cái gọi là cái người kinh doanh, cái 10 đô hàng tháng đó là gì ạ? Đó là cái phí duy trì để mua cái sản phẩm giá rẻ. Được chưa ạ? Còn để trở thành người kinh doanh thì chúng ta phải đầu tư vào đầu tiên là 40 đô. Một lần duy nhất. Nào, với cái mô hình kinh doanh như này, chúng ta có sẵn sàng bỏ ra 40 đô, đâu đó khoảng độ 1 triệu đồng, 1 triệu Việt Nam đồng gì đó, để trở thành member, trở thành gọi là gì ạ? Là người affiliate không? Có sẵn sàng bỏ ra 1 triệu để mà tham gia để trở thành affiliate không? Đâu, mình chưa nói cái việc mình kiếm tiền, chưa nói chính sách như nào. Nhưng mà 1 triệu mình có để bỏ ra không? Nếu mà anh chị em nói là không có 1 triệu thì thôi, chúng ta cũng chia tay nhau ở đây. Còn nếu mà anh chị em sẵn sàng 1 triệu để mà tham gia một cái dự án kinh doanh mà có thể kiếm được 2.000 đô một tháng mà không cần phải tuyển dụng, không cần phải bán hàng, thì anh chị em thì là comment là có được không ạ? 1 triệu để mà biết được cái mô hình kinh doanh này thôi. Thôi thực ra là biết thì không miễn phí rồi. Nhưng mà tham gia 1 triệu để có cơ hội để mà kiếm 2.000 đô một tháng mà không cần phải tuyển dụng. Ok không ạ? Nếu mà sẵn sàng bỏ 1 triệu ra thì comment là có giúp hiện. À, admin để ý nhá. Admin để ý xem ai không comment thì mình mời ra nhé. Khi nào thực sự là họ quan tâm, họ tập trung thì mình chia sẻ. Còn mình chia sẻ họ không tập trung, mình rút kinh nghiệm, chia sẻ mà không tập trung thì thôi, thà không chia sẻ còn hơn. Xong rồi lúc sau bảo ui giời cái này, ui giời cái kia, nghe thì không rõ, nghe được một hai cái xong bắt đầu là đánh giá. Nó rất là dở, nó dở cho cả họ, dở cho cả mình. Anh chị em đồng ý không ạ? Đấy, có nhiều người ấy, nghe được một nửa xong bắt đầu đánh giá và đánh giá nó sai, cuối cùng là gì ạ, là họ mất cơ hội, mình cũng gì ạ, mình mất bạn luôn, mình mất cơ hội luôn. Đấy, cho nên là nghe thì nghe cho nó rõ, không nghe thì thôi lúc khác nghe. Đấy, ok không ạ? Rồi, sau khi mà chúng ta tham gia để trở thành gọi là cái người bán hàng, hay là cái người mà chia sẻ, hay là cái người marketing cùng với cái Lightwood, thì chúng ta sẽ được cung cấp vào cái gì ạ, vào cung cấp cái phần mềm, cung cấp cái công cụ để chúng ta gì ạ, chúng ta kinh doanh. Đấy, những cái công cụ để giúp chúng ta kinh doanh như là website, như là shop, như là các cái landing page. Chúng ta được cung cấp landing page để làm gì ạ? Để mà chúng ta kinh doanh luôn, tự động hết, đúng không ạ? Chúng ta được cung cấp một cái website với cái tên của mình, chúng ta được cung cấp một cái landing page. Landing page là cái để mà khách hàng đăng ký ấy, được chưa ạ? Đó. Rồi chúng ta được cung cấp một cái shop giống hệt shop của công ty nhưng mà tên của mình. Đấy.
và chúng ta kiếm được tiền từ việc affiliate. Ví dụ như này, chúng ta mua cái giá member chúng ta là 10 đô, đúng không ạ? Nhưng mà cái giá bán lẻ của chúng ta là bao nhiêu ạ? Ví dụ đây, đấy, giá member chúng ta là 10 đô, nhưng giá bán lẻ nó rơi khoảng 18 đô. Ok không ạ? Thì chúng ta gửi cái đường link cái shop của chúng ta đi cho mọi người, thì khi mà họ mua cái giá là dạng 18 đô thì chúng ta sẽ có được cái app, được cái lợi nhuận ở trong cái dạng, ở trong cái đơn hàng đó. Đấy, đấy là cái website mà chúng ta sẽ được nhận. Được chưa ạ? Rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dạ, chúng ta sẽ đi vào chuyên sâu hơn về chính sách. Chuyên sâu về chính sách anh chị em nhé. Rồi, khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ dạ, chúng ta sẽ mời thêm người hoặc là chúng ta chia sẻ thêm, thì chúng ta sẽ dạ, giúp cho cái hệ thống phát triển nhanh hơn. Và khi đó thì công ty sẽ trả cho các cái người tham gia. Đó. Thì với cái mô hình cũ, đó là mô hình gọi là mặt trời như này, thì với cái mô hình của dạ, của Gnet, của Lightwood, đó là mô hình ma trận 2 x 15. Đấy, thì 2 x 15 như nào thì Huy sẽ chia sẻ. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta có 7 cái cách để mà kiếm tiền. Đấy. Cái thứ nhất đó là gì ạ? Đó là cái gọi là fast start, hay là cái hoa hồng để bắt đầu nhanh. Hoa hồng để bắt đầu nhanh, fast start để bắt đầu nhanh. Đấy. Thì chúng ta sẽ khi mà một cái người tham gia vào trong hệ thống thì chúng ta gì ạ? Là đóng 40 đô cho công ty, đúng không ạ? Và lúc đó thì công ty cũng gì ạ? Cũng trích cái 40 đô đó, công ty cũng trích ra 80% chia cho tất cả các cái gì ạ? Các cái tầng và các người tham gia. Đấy. Và cái người đầu tiên mà họ chia đấy là cái người mời trực tiếp. Cái người trực tiếp cái mời ra cái khách hàng, hay là cái người đối tác. Cái đối tác hay là cái người mà gọi là affiliate. Đó, thì công ty trích ngay lập tức 50% cho cái người giới thiệu. Như vậy là gì ạ? 40 đô đó công ty trích 20 đô cho người giới thiệu. Đấy là hoa hồng thứ nhất. Được chưa? Hoa hồng thứ hai đấy là hoa hồng bán lẻ. Retail commission, hoa hồng bán lẻ. Bán lẻ đó là gì ạ? Chúng ta gửi cái đường link affiliate cho mọi người vào mua, mua với giá lẻ nhé, chứ không mua với giá member. Mua với giá lẻ, còn nếu mà họ muốn mua giá member thì sao ạ? Thì họ đóng 10 đô giống như mình. Đấy, còn nếu họ không muốn đóng 10 đô thì sao ạ? Họ mua bằng giá bán lẻ. Giá bán lẻ cũng đã rất rẻ so với cả các cái gì ạ? Các cái sản phẩm khác rồi. Ok không ạ? 18 đô một hộp vitamin thì cũng là rẻ, không hề đắt, đúng chưa ạ? Đấy, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể bán lẻ và chúng ta ăn cái hoa hồng bán lẻ. Cái tiếp theo nữa đấy là hoa hồng gọi là gì ạ? Matching bonus, tức là cái hoa hồng gì ạ? Hoa hồng thưởng cho hệ thống. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu hơn các loại hoa hồng nhé. Rồi. Khi mà những người tham gia ban đầu ấy, thì ngoài cái việc mà họ mua họ đăng ký là thành viên để được kinh doanh là 40 đô, cộng với cả member để mua hàng là 10 đô. Như vậy là gì ạ? Tối thiểu một người tham gia ban đầu để vừa kinh doanh vừa mua hàng thì là gì ạ? Là 50 đô. Và 50 đô đó công ty trả luôn 50% cho cái người mà giới thiệu, tức là bạn được 25 đô. Ok không ạ? Đây là cái đầu tiên nha. Đấy. Rồi. Với cái mô hình cái đầu tiên này thì không chỉ trả cho cái người mà mình trực tiếp giới thiệu. Cái người mình trực tiếp giới thiệu họ tiếp tục giới thiệu cho người khác thì chúng ta cũng được hưởng một chút ở trong đó. Ví dụ là với cái người thứ hai tức là do cái người mình giới thiệu ra, xong người mình giới thiệu ra lại giới thiệu ra người thứ hai thì nó gọi là F2. Mình giới thiệu ra cái người đó thì đấy gọi là F1, đúng không ạ? Cái người đó giới thiệu ra người khác thì là F2. Với cái người F2 thì chúng ta sẽ được là gì ạ? 5 đô. Đấy. Tất nhiên để mà chúng ta được cái 5 đô đó thì chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải lên các cấp bậc cao hơn. Đấy, chúng ta phải là cấp bậc đồng. Để lên cấp bậc đồng như nào thì chút nữa Huy sẽ nói. Để khi mà chúng ta giới thiệu, chúng ta lên cấp bậc silver, tức là cấp bậc bạc, thì chúng ta sẽ được cái hoa hồng 2,5 đô của người F3 và F4. Khi mà chúng ta lên cấp bậc vàng thì chúng ta được thêm 1,5 đô từ cái hoa hồng, từ cái 50 đô đầu tiên khi họ tham gia vào ấy. Được chưa? Ở cái đời F5 và F6.
Vào đến ạ, Platinum thì được ạ, 1 đô ở RF7, 0,5 đô ở RF8. Đấy, đến Diamond thì chúng ta được 0,5 đô ở RF9 và RF10. Như vậy ạ, khi mà chúng ta càng lên cái cấp bậc cao hơn thì chúng ta càng được nhận cái hoa hồng fast check, fast start sâu hơn. Được chưa? Và tổng cái số tiền một một tổng số tiền họ trích ra cho tất cả các tầng này nó rơi vào 80%. Đấy, tức là 50 đô thì họ trích ra 40 đô để chia cho tất cả các tầng. Ok ạ, công ty chỉ giữ lại được bao nhiêu ạ? Giữ lại 20% thôi nhá. Rồi, tiếp theo. Đấy. Đấy là cái hoa hồng đầu tiên nhá. Cái hoa hồng thứ hai, đấy là hoa hồng là gì ạ? Là matching, ma trận. Đấy. Thì khi mà chúng ta mời người ấy, chúng ta mời một người, ba người, năm người thì với cái mô hình ấy nó là gì ạ? Nó gắn xuống ở bên dưới là hai chân, nó là nhị phân, được chưa ạ? Nếu mà chúng ta mời người thứ ba hay sao ạ? Thì nó sẽ gắn xuống dưới của cái người thứ nhất hoặc người thứ hai. Và theo một cái dạng công thức là cứ từ trái qua phải, cứ điền đủ từ trái qua phải. Trước đây á, là Huy có tham gia một cái hệ thống của một cái công ty thì người bên trên cũng hỗ trợ người cho người bên dưới, tức là khi họ tuyển người ấy, thì cũng cắm số bên dưới nhưng chỉ cắm vào một bên. Chỉ cắm vào một bên thôi anh chị em. Đấy, gọi là bên hợp lực. Nhưng với mô hình này thì nó cắm cả hai bên, cắm cả bên trong luôn. Vẫn là F1 của cái người giới thiệu nhá. Ví dụ đây là Huy nhá. Cái người trên cùng này là Huy nhá. Thì kể cả tất cả những người này đều là của Huy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà đưa xuống dưới và không chỉ đưa vào một bên và đưa cả gì ạ? Đưa cả hai bên, đưa cả vào bên trong luôn. Chị Nụ thấy cái này có khác không ạ? Có hay không ạ? Hello, chị Nụ có đấy Nụ ơi. Nụ ơi. Dạ, chào thầy. Vâng, chào thầy. Chị thấy cái này có hay không ạ? Vâng, đúng rồi, cái này nó hay ở cái là nó đưa cả hai chân thì mình nó đều đều nhau. Còn như trước cái kinh doanh của cái công ty kia thì nó đưa một chân, còn một chân mình phải quay tự Mình phải chạy. xây đúng không ạ? Mình phải tự xây đúng Thì không ạ? đúng rồi, Đấy, mình phải nhưng xây, mà mình ở phải đây chữa. ấy, là gì ạ? Là ví dụ như này nhé, ví dụ em tuyển được 100 người, em tuyển được 1.000 người mà chị ở bên dưới em mà chị không tuyển được ai, nhưng mà em vẫn điền kín vào cho chị luôn. Đấy là Đúng cái rồi. hay, chị chỉ cần là gì ạ? Cứ 10 đô một tháng là chị là gì ạ? Vẫn được cái hoa hồng này. Đấy. Đó là cái điều rất là hay. Rồi, tiếp tục này. Rồi. Và mỗi một người khi mà vào đây á thì họ sẽ trích cái tiền từ cái gì ạ? Từ cái 10 đô đó, họ trích 0,25 đô. 0,25 đô, đúng không ạ? Cho chúng ta. Đấy. Và họ trích 0,25 đô từ tầng số 1 cho đến tầng số 12 dành cho những người unranked. Unranked tức là sao ạ? Là những người không có gì ạ, không có xây dựng hệ thống, tức là không tuyển bất kỳ ai. Cái chính sách của nó là gì ạ? Không tuyển ai vẫn kiếm được tiền mà. Không tuyển bất kỳ ai mình vẫn được nhận hoa hồng đến 12 tầng. Và những cái người ở bên dưới mình hoàn toàn là do bên trên họ họ tuyển dụng. Họ đưa vào cho mình. Được chưa ạ? Không tuyển bất kỳ ai thì mình sẽ là unranked và vẫn được hưởng 12 tầng. Và gì ạ? Mỗi khi có một người nào đó đóng 10 đô, thực ra là khi mà họ vào thì hầu hết mọi người đều gì ạ? Duy trì cái phí 10 đô là rất là bình thường. Chút nữa Huy sẽ nói là lý do tại sao mà chúng ta nên duy trì phí 10 đô một cách đều đặn nha. Bởi vì nếu mà không duy trì phí 10 đô, thứ nhất chúng ta không kiếm được tiền, thứ hai chúng ta còn mất cái vị trí của mình luôn. Mất vị trí luôn. Đấy. Cho nên là gì ạ? Cái việc duy trì phí 10 đô một tháng là rất là bình thường. Và mỗi một cái người từ level 1 đến level 12 của cái người unranked ấy, là chúng ta sẽ được 0,25 đô. Chúng ta chỉ được 0,25 đô từ cái 10 đô của họ thôi. Nhưng mà đến 12 tầng. Đấy. Và theo cái tính toán ấy, nếu như mà lấp đầy 12 tầng thì chúng ta có thể kiếm được hơn 2.047,5 đô một tháng mà không cần bán hàng, không cần tuyển dụng. Ok không ạ? Như vậy là nó không phải là gọi là nói láo đúng không ạ? Không phải là treo đầu dê bán thịt chó đúng không ạ? Hoàn toàn có khả năng từ một cái người không bán hàng, không tuyển dụng, chỉ đơn giản là đóng cái phí 10 đô hàng tháng thôi và họ vào sớm và họ sẽ tham gia sớm, họ biết cơ hội này sớm, họ nắm bắt sớm, họ chỉ cứ ngồi ngồi đấy họ hưởng thôi. Ok không ạ? Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ thằng nào cũng ngồi hưởng, thế thì thằng nào cũng ngồi hưởng, thế thì thằng nào lấy đâu ra tiền đúng không ạ? Đúng, câu hỏi này đúng. Bởi vì sao ạ? Nếu như mình chỉ ngồi đấy chờ thôi thì cái câu hỏi đặt ra là bao nhiêu lâu thì nó đầy 12 tầng? Bao nhiêu lâu thì nó đầy 12 tầng? Vấn đề là gì ạ? Có thể kiếm được không? Kiếm được. Nhưng mà lâu hay chậm thôi.
đúng không ạ? Chậm hay nhanh thôi. Có người nhanh thì 3 tháng đầy 12 tầng, có người gì ạ, cả 10 năm chẳng đầy. Bởi vì sao ạ? Ông nào cũng ngồi chờ, ông nào cũng ngồi trông, thế là coi như là gì ạ? Mãi nó chẳng đầy, đúng không ạ? Đấy, may mắn cho người nào ấy mà chọn được tuyến trên của mình ấy, là cái người làm việc một cách gọi là chăm chỉ đấy. May mắn nếu như mà ngồi dưới cái ông nào đấy mà ông ấy giỏi, ông ấy tuyển dụng được nhiều ấy, thì làm sao ạ, thì khả năng lấp đầy được, ok. Nhưng mà đây gì ạ, không may ngồi phải cái chỗ cái ông mà gì ạ cũng lười giống như mình thì sao ạ, cũng không làm giống như mình thì sao ạ, làm gì có thằng nào mà điền cho mình, ok không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ, về mặt lý thuyết thì hoàn toàn là khả thi, nhưng nếu như mà mình không làm thì cũng vậy, cũng không có đâu, đúng không ạ? Thì em đợi. Đấy, như vậy là gì ạ, về mặt lý thuyết là hoàn toàn khả thi, nhưng thời gian nó là bao lâu thì Huy có công thức để tính toán cho anh chị em. Ví dụ là cái đấy là đi vào sâu, chuyên sâu, thì buổi sau Huy sẽ chia sẻ nhé. Thế còn hôm nay thì chia sẻ những cái cơ bản nhất thôi, ok nha. Đấy, ngoài ra khi mà chúng ta lên các cái cấp bậc là đồng bạc thì chúng ta thêm được level 13, thì lúc đấy là gì ạ, tổng thu nhập của chúng ta riêng một loại hồng, chúng ta có 7 loại hoa hồng nhé, thì riêng một loại hồng này nhé, thì với cái người lên cấp bậc đồng và bạc có thể lên kiếm đến lên đến là gì ạ, 4.000 đô. Cái người mà lên cấp bậc là vàng và platinum có thể kiếm lên đến 8.000 đô. Cái người lên cấp bậc diamond có thể kiếm được 16.000 đô, hoàn toàn là thụ động anh chị em nhé, hoàn toàn là thụ động đó. Và với cái mô hình này đánh vào cái số lượng đông đảo những người dân gọi là ở tầng đáy của kim tự tháp ấy, thì cái việc lan tỏa nó rất là nhanh. Và bằng chứng đó là gì ạ? Chỉ trong vòng có 5 tháng mà công ty phát triển đến 150.000, 350.000 người trên khắp thế giới. Và gì ạ? Và cái người những cái người đi đầu ấy, họ chỉ mất có chưa đến 5 tháng, họ đã đạt được tổng cái doanh thu của họ đây là 100.000 đô. Đấy, và cái người mà đầu tuyến của chúng ta ở ở Mỹ ấy, thì ông ấy là cái một trong những người như vậy. Đấy, và hiện nay ở bên dưới ông là có đến hơn 10 diamond. Tức là trong vòng có 5 tháng thôi, 6 tháng thôi anh chị em ạ. Đến bây giờ sau 6 tháng thôi mà bây giờ bên dưới ông đã có 10 diamond. Đó, tức là ông không chỉ giúp một mình ông ấy lên diamond kiếm được 100.000 đô một tháng, mà ông còn giúp được 10 người khác chỉ trong vòng mấy tháng cũng kiếm được từng ấy tiền. Thì điều này nó thể hiện cái gì ạ? Cái sự phát triển vô cùng nhanh. Vô cùng nhanh anh ạ. Và nếu mà chúng ta không tham gia nhanh thì chúng ta sẽ mất cơ hội, đúng không anh em? Nhá. Rồi, cái phần thưởng tiếp theo đấy là phần thưởng gọi là matching bonus, tức là gì ạ? Đây là thưởng của thưởng. Bonus của bonus. Cái phần thưởng này nó sẽ dựa trên gì ạ? Dựa trên cái phần thưởng số 2. Đây. Nó sẽ dựa trên phần thưởng này. Mình nói đơn giản như này thôi. Nếu như mà F1 của chúng ta khi mà họ chưa có gì ạ, chưa có cái gọi là hạng gì cả, nếu họ kiếm được 2.000 đô thì chúng ta được 50% của họ là được 1.000 đô, đúng không ạ? Tức là thưởng trên cái thưởng, tức là mình giúp cho tuyến dưới của mình kiếm được tiền thì mình cũng kiếm được tiền, và mình kiếm được 50% cái hoa hồng mà họ kiếm được. Họ kiếm được 2.000 đô, mình được 1.000 đô, được không anh chị em? Đấy, nó cái này nó giống cái gì ở bên công ty cũ nhỉ, cái hoa hồng lãnh đạo, đúng không ạ? Đấy, kiểu kiểu vậy. Tức là gì ạ, mình phải giúp cho họ kiếm tiền, mình không giúp cho họ kiếm tiền thì mình không không kiếm được cái hoa hồng này, ok không ạ? Đấy, và với cái hoa hồng này ấy, thì chúng ta sẽ có cái 5 tầng sâu, tức là từ F1, F2, F3, F4, F5, tức là hoa hồng lãnh đạo thì chỉ tính cho 5 tầng thôi, ok không ạ? Nha. Rồi thì với cái hoa hồng lãnh đạo này thì nó cũng hơi phức tạp hơn một chút, cho nên là Huy sẽ bỏ qua. Đấy, anh chị em chỉ cần quan tâm đấy là nếu như mà tầng 1 của mình, F1 của mình ấy, đấy, họ chưa có hạng thì chúng ta sẽ được 50% của họ. Nếu mà họ có hạng rồi thì chúng ta sẽ được ít hơn. Được chưa? Tức là họ lên hạng rồi ấy, thì chúng ta sẽ được ít hơn. Đấy. Nếu họ là bạc thì chúng ta được 10%, nếu họ là vàng chúng ta được 5%, nếu họ là platinum chúng ta được 5%, nếu họ là diamond thì chúng ta được 3%. F1 của mình là
chưa có hạn, tức là chưa tuyển được ai, thì chúng ta được 50% hoa hồng của họ. Nhưng F1 của mình là Diamond, mình không có hạn, mình không có hạn anh chị em nhé, mình là vô hạn, mình là gọi là unranked. Nhưng mà F1 của mình là Diamond, Diamond kiếm được 100.000, từ cái hoa hồng bên trên là khoảng 16.000 đô, thì mình được 3% của họ. Đấy, như vậy là gì ạ? Là khi mà bên dưới, người bên dưới của mình ấy, mà họ vượt cấp mình ấy, thì mình vẫn được cái hoa hồng của họ, nhưng mà mình được một chút thôi. Nhưng mà Diamond thì chúng ta biết là số lượng tiền nó nhiều, nó càng nhiều thì chúng ta cái phần trăm được của chúng ta lại ít đi. Đó, tương tự như vậy, nếu như họ là F2, F3 thì chúng ta gì ạ? Chúng ta vẫn vẫn được, nhưng mà được một ít. Nếu mà Diamond đấy ở tầng 5 thì chúng ta cũng được gì ạ? 3%. Được chưa? Rồi, cái này thì nếu anh chị em không hiểu thì Huy sẽ pass vào cái phần nâng cao nha, đào tạo vào cái phần nâng cao. Còn buổi hôm nay thì chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản đó là gì ạ? Với cái người mà chưa có hạn, họ kiếm được bao nhiêu, chúng ta được 50%. Còn họ lên cấp thì chúng ta sẽ được ít hơn, tùy vào cái sắp xếp của tùy vào cái chính sách của công ty nhá. Rồi, cái hoa hồng tiếp theo đấy là hoa hồng bán lẻ. Hoa hồng bán lẻ này đó là gì ạ? Là chúng ta chỉ bán lẻ với hình thức affiliate, đó là chúng ta bán ở trên thế giới, đó là chúng ta gửi cái đường link của mình ra ngoài thế giới đó, hoặc ở đâu đó người ta vào đó người ta mua. Đấy, Huy nói ví dụ như này thì chia sẻ cái đường link này cho anh chị em. Đây, thì khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ được cung cấp cái website như này. Đó, chúng ta được cung cấp ba website như này. Đây là đầu tiên, website đầu tiên là website công ty. Đấy, thì website công ty này, đây là Welcome to Nguyễn Quang Huy website này, anh chị em thấy không ạ? Welcome to Nguyễn Quang Huy website này. Đó, thì đây là website công ty, và ở đây thì chúng ta có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta có thể chọn tiếng Việt, tiếng Anh, được chưa ạ? Đó. Thì website của công ty, nhưng mà ở đây lại Welcome Nguyễn Quang Huy website, được không ạ? Đấy. Cái website số 2 đó là website gọi là landing page. Landing page tức là gì ạ? Là một cái nơi để chúng ta giới thiệu và chúng ta đăng ký. Đó, và cũng có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta có thể làm thị trường ở Ấn Độ, Mông Cổ, Mã Lai, Hy Lạp, Séc, Đức, Ba Lan, Hà Lan, đảo Síp. Chúng ta có thể là gì ạ? Làm thị trường ở bất kỳ đâu mà không cần phải lo về cái việc thiết kế cái website với ngôn ngữ đó, mà công ty cung cấp chúng ta cái công cụ hết rồi. Chúng ta chỉ việc là gì ạ? Gửi cái website này cho họ. Họ sẽ tự động gì ạ? Xem bằng cái thứ ngôn ngữ của họ và họ tự đăng ký vào. Và khi họ đăng ký vào đây thì họ sẽ là gì ạ? Giữ chỗ, họ sẽ giữ chỗ. Và nếu như có người nào đó đăng ký ở bên dưới họ, nếu như người nào đó do mình giới thiệu, ví dụ Huy giới thiệu ngày hôm nay, Huy giới thiệu 100 người, thì nó cứ sắp xếp theo hai chân này, cứ hai chân này, hai chân này, hai chân này, được chưa? Và nếu mà cái người vào sớm thì có thể họ sẽ có bên dưới là bao nhiêu ạ? Khoảng đâu đó khoảng 50 người bên dưới họ, đúng không ạ? Đây, bây giờ Huy có một bên này, một bên này, sau đó là chia 50 người sang bên này, 49 người sang bên này, 49 người sang bên này, đúng không ạ? Như vậy là bên dưới họ có thể là có 49 người, nhưng với điều kiện họ phải đăng ký sớm. Họ đăng ký muộn thì họ bên dưới, ok không ạ? Đó, cho nên ở đây là dạ, đăng ký giữ chỗ đấy nhá. Rồi, cái thứ ba nữa đó là cái shop bán lẻ. Cái shop bán lẻ thì ở đây á là chúng ta sẽ bán với cái đây, chúng ta thấy là Nguyễn Quang Huy website này, và đây là cái shop nhá. Đấy, cái shop này. Đấy, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để chúng ta gì ạ? Tìm hiểu thêm này. Đấy, rồi nhấn vào shop này. Rồi, khi mà chúng ta nhấn vào shop ấy, thì chúng ta thấy này. Đấy, cái giá này, giá bán lẻ này. Anh chị em thấy không ạ? Đây là giá bán lẻ này. Còn cái giá mà chúng ta mua ấy, ở bên trong này đó là gì ạ? Đây, ở bên trong này chúng ta cũng gì ạ? Cũng có cái shop ở bên trong cái phần phần đăng nhập này, đăng nhập mà thành viên này, thì ở shop này chúng ta thấy không ạ? Đây là giá member này và giá bán lẻ này, được chưa ạ? Còn bên shop này sao ạ? Nó chỉ hiện giá bán lẻ thôi,
Ok không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể gắn cái đường link affiliate này. Nếu anh chị em có những cái website, chúng ta có những cái fanpage, chúng ta có những cái group, chúng ta có những cái kênh TikTok mà nói về vitamin, nói về sức khỏe, thì chúng ta hoàn toàn có thể bán cái điều này. Đó, được không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta nên dùng cách khác. Vi sẽ hướng dẫn anh chị em cách bán hàng ở Việt Nam sau nhá. Còn bán hàng ở trên thế giới hoặc là gì ạ? Thị trường Mỹ thì bán cái này cực ngon luôn. Đúng không ạ? Thị trường Mỹ mình hoàn toàn có thể gì ạ? Dùng cái đường link affiliate mình bán hàng luôn. Và khi mà mình bán hàng ấy thì chúng ta sẽ được, đầu tiên là chúng ta sẽ được 50% cái chênh lệch, tức là ví dụ giá bán buôn là 9,95 đô, giá bán lẻ là 17,95 đô. Như vậy là cái này nó lãi được bao nhiêu ạ? Lãi được 7 đô. Đúng không ạ? Đấy. Lãi được 8 đô. Đấy, 8 đô đúng không? 8 đô. Thế thì 8 cái đô này ấy, thì anh chị em thấy rằng là gì ạ? Là công ty sẽ trích 50% cho cái người bán. Ví dụ như là Huy bán chẳng hạn, thì công ty sẽ trích 50% cho Huy, tức là gì ạ? Là 7 đô, à là 4 đô. 50% của cái phần bán lẻ, được chưa ạ? Đấy, thì là Huy được 50%. Như vậy là mình chỉ làm mỗi việc thôi, đó là gì ạ? Gửi cái đường link cho bạn bè mình ở bên Mỹ hoặc là quốc gia nào đó, họ vào họ mua rồi mình được 5 đô, chẳng mất gì. Ok không ạ? Không mất gì. Đó. Rồi, nếu như mà F2 của chúng ta mà họ bán, chúng ta có được không? Cũng được anh chị em nhé. Đấy, nó hay rồi đấy. Đây, nếu như mà F1 của chúng ta đấy, đấy, nếu mà một cái người bên dưới của chúng ta họ bán thì chúng ta được 50%. Nếu mà chúng ta lên cấp bậc đồng thì chúng ta được hưởng thêm 10% nữa khi mà F2 bán. Nếu mà chưa có cấp bậc thì chúng ta chỉ hưởng được một tầng thôi. Nhưng mà có cấp bậc thì chúng ta được hưởng thêm tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm và tổng đến đi ạ, đến 10 tầng. Tức là cái người F10 họ bán hàng thì chúng ta cũng được một chút. Được chưa ạ? Được 11% này trên cái gì ạ? Trên cái giá chênh lệch giữa giá bán và giá gì ạ? Giá buôn. Giá bán lẻ và bán buôn chứ không phải trên doanh số anh chị em nhé. Không tính trên doanh số mà tính trên cái độ chênh lệch giữa cái giá bán và giá bán lẻ và giá bán buôn. Ok không ạ? Nhá, 1% trên cái lãi chứ không phải 1% trên doanh số. Ok nhé. Bởi vì sao ạ? Cái giá bán buôn của công ty ấy, nó là giá fix. Giá bán buôn công ty không chia thêm bất kể cái gì hết. Cho nên là không thể tính tổng vào để chia được mà chỉ tính cái lãi để chia. Như vậy là gì ạ? Ở đây nó giống như là chúng ta gọi là cổ đông ấy, xong rồi chúng ta chia nhau về lãi, đúng không ạ? Đấy, nhá, chứ không phải là kiểu khách hàng, không phải đấy. Rồi, thêm một cái nữa, cái gọi là thưởng nữa, đấy là nếu như mà chúng ta là cái người bán hàng giỏi, một tháng chúng ta affiliate chúng ta bán lên được 2.500 đô thì công ty tặng thêm 10% nữa, tức là không phải là được 50% ở cái tiền tiền lãi mà chúng ta được 60% tiền lãi. Nếu mà chúng ta có bán được 5.000 đô, 10.000 đô, 25, 50.000 đô thì chúng ta lại được gì ạ? Cái tiền mà chúng ta hưởng ấy, nó nhiều hơn và tối đa là chúng ta được cả 100% cái tiền lãi đó. Ví dụ như là công ty bán chúng ta bán được 50.000 đô thì mỗi một sản phẩm là lãi là gì ạ? Là 8 đô đúng không ạ? Bình thường chúng ta chỉ được 4 đô nhưng nếu mà chúng ta bán được 50.000 đô tức là chúng ta được hưởng cả 8 đô đó luôn. Tức là công ty cho chúng ta cả 8 đô luôn. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Anh chị em thấy nhưng cái sale ở bên trái này 2.500 đô là nó tính là gì ạ? Nó tính tiền lãi hay tính tiền gốc hay tính tiền giá bán lẻ? À, nó tính bằng giá bán lẻ. Giá bán lẻ tức là gì ạ? Là cái 15 cái 17,95 đô á. Anh em đúng không ạ? Tức là tính doanh số và tính theo dựa trên giá bán lẻ nhá. Đấy. Thì như vậy nó rất là lợi. Chứ còn nếu mà tính bằng giá bán buôn thì không biết đến bao giờ mới được 2.000 đô, 2.500 đô. Đấy, đúng không ạ? Rồi. Cái hoa hồng cuối cùng đấy là hoa hồng là Diamond Bonus Pool, tức là họ sẽ gom tất cả cái giá bán doanh số bán hàng vào, sau đó họ trích ra một cái quỹ 2% và họ chia đều cho tất cả Diamond. Ví dụ như hiện nay trên thế giới đã có khoảng độ hơn 35 Diamond rồi. Chỉ trong vòng 5 tháng đã có 35 Diamond rồi anh chị em ạ. Kinh khủng không ạ? Cực kỳ kinh khủng đúng không ạ? Bởi vì cái hệ thống này nó có hay này. Ví dụ như là Huy có 100.000 thành viên, như là ví dụ thế, Huy có 100.000 thành viên thì F1 của Huy đâu đó họ cũng phải có khoảng độ 50 đến 60.000 thành viên.
tức là trong vẫn là trong 100.000 thành viên đó đúng không ạ, thì không phải là ông này có 100.000 thành viên, ông kia 200.000 thành viên cộng vào là 200.000 thành viên, không phải. Huy có 100.000 thành viên thì F1 của Huy đâu đó sẽ phải có 50 đến 60.000 thành viên, thậm chí là họ là giỏi, họ còn làm được 90.000 thành viên đúng không ạ, đấy. Nhưng mà nó vẫn ở trong đó, cho nên là gì ạ, là có thể tạo ra rất nhiều diamond và rất là dễ dàng đấy, bài toán chia nó là như vậy đó. Rồi, ngoài ra thì còn cái phần thưởng là gọi là Crown Diamond, tức là cấp bậc trên Diamond nữa là Crown Diamond. Thì cái ông team mà gọi là đầu nhánh của mình ở bên Mỹ ấy, thì ông đang ở cấp bậc là Crown Diamond, tức là được thêm 0,5 phần trăm gọi là tổng sale của tất cả những membership. Tức là gì ạ? Tất cả những người bên dưới ông ấy, cái 2% pool Diamond ở bên trên ấy, thì cái này là tổng tất cả membership của trên thế giới nhá. Đấy. Còn đây ấy, là họ được thêm 0,5 nữa của sale của tất cả membership. Đấy. Membership và product product sale luôn. Như vậy là gì ạ? Cả hai, tức là vừa membership và gì ạ? Và doanh số bán hàng và cái chi phí membership, ví dụ chi phí membership là 1 triệu đô thì trích ra 2%. Đấy. 10 triệu đô thì trích ra cũng là 2%. Đấy, kiểu kiểu vậy. Được chưa? Ừ. Cộng với cả product sale, tức là kể cả bán hàng, doanh số bán hàng, kể cả doanh số membership và công ty đều đều trích thưởng hết nhá. Ok không ạ? Đấy, bốn lý do để tham gia. Thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ mở văn phòng gọi là toàn cầu. Đây là cái công việc kinh doanh toàn cầu. Đấy chưa ạ? Thứ hai, đấy là sản phẩm chất lượng cao. Đấy, và rất là cần thiết cho sức khỏe. Cái thứ ba, đó là hệ thống công cụ, mà hệ thống marketing, hệ thống đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp và chất lượng. Cái thứ tư, đó là cực kỳ đơn giản, dễ làm và gì ạ, dễ nhân bản. Đó. Như vậy là chúng ta đã gì ạ, chúng ta đã biết được những cái lý do tại sao chúng ta tham gia. Thế thì bây giờ cái câu hỏi đó là chúng ta muốn trở thành một member affiliate để vừa mua sản phẩm vừa kiếm tiền, hay chúng ta chỉ muốn trở thành một member để mà kiếm tiền thôi, hoặc chúng ta muốn trở thành khách hàng để mua lẻ sản phẩm. Bây giờ chúng ta lựa chọn này là A là vừa kinh doanh vừa dùng, phương án B là mình chỉ là người dùng thôi không kinh doanh, phương án C là mình không kinh doanh và không muốn trở thành member, không muốn đóng phí hàng tháng, chỉ cần mua sản phẩm với cái giá bán lẻ nhé, mua sản phẩm với giá bán lẻ, không phải mua giá bán buôn là bán giá member nhé, đúng không ạ? Và kể cả Huy cũng mua được cái giá member, Huy cũng không bán cho anh chị em với giá member. Tại sao ạ? Bởi vì Huy không có một cái chút lãi ở trong đó hết, đúng chưa? Cho nên nếu anh chị em không phải là member thì chắc chắn anh chị em chỉ có mua với giá gì ạ? Giá bán lẻ thôi. Bây giờ anh chị em hãy comment xuống là mình sẽ muốn ở vai trò nào, là vai trò A, vai trò B, vai trò C. Comment xuống cái vai trò mà mình muốn ạ. Vai trò A đó là vừa kinh doanh vừa bán hàng, vai trò B là chỉ có gì ạ, chỉ có mua hàng thôi, đóng 10 đô thôi, không cần phải đóng 40 đô nhé anh chị em nha, không cần phải đóng 40 đô, anh chị em cứ đóng phí 10 đô duy trì hàng tháng để mua hàng thôi. Đấy, còn anh chị em vừa muốn kiếm tiền vừa muốn kinh doanh thì anh chị em đóng 40 đô để được giữ chỗ, được xếp lốt, anh chị em xếp vị trí đó. Và anh chị em biết rằng là gì ạ, là Huy là cái người mà có khả năng tuyển dụng rất là mạnh luôn, và sắp tới là Huy sẽ chạy quảng cáo không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Mỹ nữa, chạy cả quảng cáo ở Mỹ luôn anh chị em nhé, chạy quảng cáo ở Mỹ luôn để làm gì ạ, để thu hút. Và mục tiêu của Huy là gì ạ, là phải có 1.000 F1, 1.000 F1. Và kể cả anh chị em không mua hàng thì anh chị em ngồi ở đó thôi, anh chị em vẫn được điền vào chỗ trống đúng không ạ, cứ điền vào chỗ trống đấy. Thì chưa biết là cái tốc độ phát triển như nào đấy, nhưng mà ít nhất là chúng ta có một cái vị trí ở bên trên. Ok bạn, như vậy là ở đây là anh chị em thấy là 100% là chọn phương án A đúng không ạ? Ok, rất là tốt. Xin chúc mừng anh chị em. Rồi.